Lời đế tư Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô, Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em. Trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Thưa ngài cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. quân Nga bỏ chạy khỏi Kudivka và Zelene sau một loạt các vụ nổ kinh hoàng. Trong bản báo cáo sáng thứ Năm 14 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết lữ đoàn pháo binh biệt lập số 40 đã pháo kích dữ dội vào khu vực Zelene trong lãnh thổ của vùng Kharkiv, nơi quân Nga từ biên giới đang tập trung lực lượng. Lửa sáng rực bầu trời với những tiếng nổ kinh hồn khi nhà kho chứa đạn dược của quân Nga bốc cháy. Lữ đoàn cho biết một cử chỉ thiện chí mới được dành cho những chiếc xe tải, một nhà kho chứa đạn dược và hệ thống pháo Nonake của Nga từ những người lính của Lữ đoàn pháo binh biệt kích 40 cùng với Cục Tình báo của Sở Chỉ huy Tập đoàn quân Kharkiv, nhóm trinh sát đường không. Trong khi đó, Lữ đoàn tác chiến số 3 của Vệ binh Quốc gia Ukraine là lực lượng của Ukraine đang tấn công quân Nga tại Kudivka, cho biết các đơn vị Nga tại đây đang chờ quân tiếp viện từ Zelene cũng đã rút lui về phía biên giới Nga sau khi biết các đơn vị tại Zelene đã bỏ chạy. Zenger News đã liên hệ với lữ đoàn pháo binh để có thêm bình luận, cũng như Bộ Quốc phòng Nga, nhưng chưa nhận được hồi âm vào thời điểm viết bài. Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2 trong cái mà Điện Cẩm Linh gọi là cuộc hành quân đặc biệt từ từ ngày 13 tháng 7 đánh dấu 140 ngày của cuộc xâm lược. Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine báo cáo rằng, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 13 tháng 7, Nga đã mất khoảng 37.570 nhân viên, 1.649 xe tăng, 3.832 phương tiện chiến đấu bọc thép, 839 đơn vị pháo binh, 247 hệ thống hỏa tiễn phóng hàng loạt, 109 hệ thống phòng không, 217 máy bay chiến đấu, 188 máy bay trực thăng, 678 máy bay không người lái, 155 hỏa tiễn hành trình, 15 tàu chiến, 2.704 phương tiện cơ giới và tàu chở nhiên liệu, cùng 67 đơn vị thiết bị đặc biệt. lực lượng vũ trang Ukraine tấn công các điểm kiểm soát sân đáp trực thăng ở Nova Kakhovka. Trong bản báo cáo sáng thứ Năm 14 tháng 7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết quân đội Ukraine đã đánh trúng hai đài kiểm soát của quân Nga và một bãi đáp trực thăng ở Nova Kakhovka. Vào buổi sáng và buổi chiều, một cặp Kea 52 đã ba lần xuất kích vào các vị trí của chúng ta trong vùng Kherson. Không có thương vong hay thiệt hại đáng kể nào được ghi nhận. Bộ chỉ huy tác chiến phía Nam báo cáo. Đáp lại, quân Ukraine đã bắn trọng pháo vào khu vực Nova Kakhovka. 13 binh sĩ Nga được ghi nhận là bị loại khỏi vòng chiến 6 xe thiết giáp và một số xe vận tải của Nga đã bị phá hủy trong cuộc tấn công của các đơn vị hỏa tiễn và pháo binh của lực lượng vũ trang Ukraine ở phía Nam. Mỹ và Liên hiệp Âu Châu gửi thêm hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine. Bộ Ngân khố Hoa Kỳ hôm thứ Ba thông báo họ sẽ cử thêm 1,7 tỷ đô la viện trợ kinh tế cho Ukraine để giúp tiếp tục tài trợ cho các dịch vụ thiết yếu của đất nước. Động thái này diễn ra sau một thông báo của Bộ Ngoại trưởng Ngoại giao Âu Châu và cuối ngày thứ Hai phê duyệt 1 tỷ euro, phần đầu tiên của gói giải cứu 9 tỷ euro đã được thỏa thuận vào tháng 5. Giống như tiền của Âu Châu, khoản thanh toán của Hoa Kỳ cũng là một phần của gói lớn hơn 7,5 tỷ đô la viện trợ được Joe Biden ký hồi tháng 5. Như thế, tính chung, Ukraine sẽ nhận được gần 2,5 tỷ bản Anh số tiền được chấp thuận viện trợ từ cả hai bên bờ của Đại Tây Dương chỉ trong 24 giờ qua. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Ngân khố Hoa Kỳ Janet Yellen cho biết số tiền này nhằm giúp đỡ trực tiếp những người bị thiệt hại sau cuộc xâm lược Ukraine ngày 24 tháng 2 của Nga khoản đóng góp hỗ trợ kinh tế mới nhất này cho ukraine là một phần trong cam kết của tổng thống biden nhằm hỗ trợ chính phủ ukraine vì nước này bảo vệ nền dân chủ của ukraine trước cuộc chiến vô cớ và phi lý của nga khoản viện trợ này sẽ giúp chính phủ dân chủ ukraine cung cấp các dịch vụ thiết yếu cho người dân ukraine theo tuyên bố của bộ ngân khố số tiền sẽ dành cho các hoạt động quan trọng ở ukraine chẳng hạn như trả lương cho nhân viên chăm sóc sức khỏe Yellen hiện đang ở Tokyo, nơi cô gặp Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Sunichi Suzuki hôm thứ Ba để thảo luận về việc tăng cường các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga. Theo AFP, Zanek Stenjura, Bộ trưởng Tài chính Cộng hòa Tiệp, nước giữ chức Chủ tịch Luân phiên của Liên hiệp Âu Châu cho biết tiền của Âu Châu sẽ có ngay lập tức khi các quốc gia thành viên Liên hiệp Âu Châu tranh luận về thời gian biểu cho việc phát hành phần còn lại của gói đã được phê duyệt ông nói. Điều này sẽ cung cấp cho Ukraine các khoản tiền cần thiết để trang trải các nhu cấp cấp thiết và bảo đảm hoạt động của các cơ sở hạ tầng quan trọng. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Nga không đủ can đảm thừa nhận thất bại. Volodymyr Zelensky nói rằng Nga không có can đảm để thừa nhận thất bại ở Ukraine và cảnh báo lực lượng quân sự đang chiếm đóng rằng họ không an toàn ở bất kỳ nơi nào trên đất của chúng tôi. Tổng thống Ukraine đã đưa ra những nhận xét trên trong một bài phát biểu trên video gửi quốc dân đồng bào sau khi có tin vị tướng thứ 12 của quân đội Nga đã thiệt mạng vì hỏa lực HIMRS. Ukraine cho biết họ đã tấn công HIMRS và một sở chỉ huy di động ở Tavris, thuộc vùng Kherson quân Ukraine đã tràn ngập căn cứ này trước khi công bố cái chết của Thiếu tướng Artem Nashland, tư lệnh quân đoàn 22 của Nga. Zelensky cũng chế nhạo việc quân đội Nga phụ thuộc rõ ràng vào các vũ khí cũ kỹ và các chiến thuật thời Liên Xô, đồng thời khẳng định sự đoàn kết của người dân đất nước ông kết hợp với sức mạnh của các lực lượng vũ trang Ukraine, có nghĩa là kết quả của cuộc chiến là chắc chắn. Trong một bài phát biểu diều hâu trước các nhà lãnh đạo quốc hội, Putin nói rằng bất kỳ triển vọng nào cho các cuộc đàm phán hòa bình sẽ ngày càng mờ nhạt khi xung đột kéo dài ông ta cũng ngạo nghễ tuyên bố rằng mọi người nên biết rằng nhìn chung chúng ta vẫn chưa bắt đầu bất cứ điều gì một cách nghiêm túc đồng thời chúng ta không bác bỏ các cuộc đàm phán hòa bình nhưng những người từ chối những cuộc đàm phán nên biết rằng càng đi xa họ càng khó thương lượng với chúng ta Tuy nhiên, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhận xét rằng trái với các tuyên bố huynh hoàng của Putin, cho rằng quân đội Nga thậm chí còn chưa bắt đầu các nỗ lực nghiêm túc ở Ukraine. Nga đã cạn kiệt vũ khí và phải tung ra các vũ khí và thiết bị được sản xuất từ những năm 1950. Quân xâm lược Nga đã cảm nhận rất rõ thế nào là pháo binh hiện đại và họ sẽ không có một hậu phương an toàn ở bất cứ đâu trên đất của chúng ta họ cảm thấy rằng hoạt động của các lực lượng trinh sát của chúng ta để bảo vệ quê hương mạnh mẽ hơn nhiều so với bất kỳ hoạt động đặc biệt nào của họ những người lính nga và chúng ta biết điều này qua các cuộc trò chuyện giữa họ họ thực sự sợ các lực lượng vũ trang của chúng ta cái gọi là quân đội thứ hai của thế giới sợ người ukraine và chỉ có thể làm được điều gì đó dựa trên kho vũ khí của liên xô họ không còn sức mạnh chiến lược bản lĩnh hoặc sự hiểu biết về những gì họ đang làm ở đây trên đất của chúng ta. Họ thậm chí không có đủ can đảm để thừa nhận thất bại và rút quân khỏi lãnh thổ Ukraine. Ông nói Ukraine sẽ có thể tự bảo vệ, tự tái thiết và thực hiện tất cả các mục tiêu chính sách đối ngoại của mình. Khi hàng triệu người làm việc chân thành cho việc này, mỗi người ở cấp độ riêng của họ, kết quả sẽ là chắc chắn. Tổng thống cũng tiết lộ rằng ông đã gặp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Maju Breskat tại Kyiv và thảo luận về hợp tác quốc phòng. Ông nói, điều quan trọng không chỉ là những gì chúng tôi đã trao đổi với nhau, mà còn là cách chúng tôi nói chuyện với nhau. Với niềm tin tuyệt đối vào tương lai Ukraine, vào tương lai Ukraine và Âu Châu. Zelensky nói thêm, một con đường thực sự khó khăn đang ở phía trước. Thật không may, không thể làm khác được khi bạn đang bảo vệ ngôi nhà của mình khỏi một cuộc tấn công khủng bố nhưng cũng rõ ràng rằng những gì phía trước là thành công của nhà nước chúng ta. Quảng trường Tự do Ukraine, một quảng trường ở Krakow của Ba Lan đã trở thành địa điểm mới nhất cần đại sứ quán được đổi tên. Một phần của quảng trường PiSuki đã được cánh thành ngày hôm nay với tên gọi Quảng trường của Ukraine tự do trong một buổi lễ có sự tham gia của các thành viên cộng đồng người Ukraine hải ngoại tại Ba Lan. Quảng trường nằm cạnh lãnh sự quán Nga tại thành phố Krakow. Trong bản tóm tắt hoạt động hàng ngày của mình, không đưa ra bất kỳ bằng chứng nào, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng tổng số lính đánh thuê đang hoạt động ở Ukraine không phải là 20.000 mà Kyiv tuyên bố mà chỉ có khoảng 2.700 Phát ngôn nhân Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igno Kanashenkov đã tuyên bố rằng trong 3 tuần qua, 166 chiến binh Ba Lan đã bị loại khỏi phòng chiến. Trong số các đại diện của Georgia, 50 binh lính vì tiền đã bị tiêu diệt. Vương quốc Anh mất thêm 23 lính đánh thuê khác bị giết ở Ukraine. Ngoài ra, 21 quân nhân Romania và 15 quân nhân Canada đã bị giết trong 3 tuần. Ngoại trưởng Áo lên án Putin sử dụng nạn đói làm công cụ chiến tranh. Tổng thống Nga Vladimir Putin sử dụng nạn đói như một công cụ chiến tranh bằng cách ngăn chặn xuất khẩu ngũ cốc từ Ukraine. Bộ trưởng Liên bang Áo về các vấn đề Âu Châu và quốc tế Alexander Schallenberg đã đưa ra lập trường trên sau cuộc họp giữa các ngoại trưởng của 5 quốc gia Trung Âu được gọi là C5 tại Budapest, Hùng Gia Lợi hôm thứ Tư 13 tháng 7. Bộ trưởng Alexander Schallenberg đã chỉ trích chính sách của Tổng thống Putin là đang tiến hành một cuộc chiến với sự diễu cợt đáng kinh ngạc, sử dụng nạn đói như một vũ khí. Ông Schallenberg cho biết cần phải tập trung vào việc đưa ngũ cốc ra khỏi Ukraine trong bối cảnh nạn đói đang đến gần. Nhà ngoại giao hàng đầu của Áo nhấn mạnh tầm quan trọng của việc gìn giữ sự thống nhất của Liên hiệp Âu Châu, đặc biệt trong các phản ứng đối với cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga. Khi được một nhà báo hung ra lợi hỏi, liệu các biện pháp trừng phạt chống lại Nga có kéo dài cuộc chiến ở Ukraine hay không? Ngoại trưởng Áo đã trả lời dứt khoát, không. Theo Alexander Schellenberg, đơn giản là không có giải pháp thay thế nào khác và việc vi phạm luật pháp quốc tế là không thể chấp nhận được. Đồng thời, quan chức này cho rằng các lệnh trừng phạt sẽ làm suy yếu Nga chứ không phải nền kinh tế Âu Châu. Các chủ đề chính của cuộc họp của các ngoại trưởng C5 gồm Áo, Cộng hòa Tiệp, Hung Gia Lợi, Slovakia và Slovenia là cuộc chiến ở Ukraine, các lệnh trừng phạt của Nga, di cư và sự thống nhất của Liên hiệp Âu Châu. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Lời đề tua Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.